Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Thanh Hoa. Thì ngày hôm nay mình lại có hội mình ngồi đây và bàn luận với mọi người về FIFA Live 4 lần nữa. Thì lần này mình sẽ giới thiệu tới mọi người những kỹ năng mà nó đơn giản và nó cực kỳ hiệu quả, giúp mọi người tăng trình cực kỳ nhanh luôn, nhưng lại bị một số bạn thường hay lãng quên đi những cái kỹ năng này, đúng không? Bây giờ mình sẽ nhắc lại tí xíu cho các bạn nhớ, và trước khi xem video này đừng quên để lại mình một like và subscribe để mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử những kỹ năng đó là kỹ năng gì. Hiện nay YouTube đã bật tính năng hội viên trên kênh của mình rồi. Các bạn có thể ủng hộ Thành Hòa bằng cách tham gia tính năng này. Sẽ có rất nhiều ưu đãi với mọi người, chỉ từ 30.000 một tháng thôi. Các bạn sẽ có huy hiệu nè, có biểu tượng cảm xúc riêng chỉ dành cho hội viên nè. Và khi mà livestream á, sẽ có rất nhiều bình luận, đúng không? Và khi mà bạn bình luận lên thì tên của các bạn sẽ có huy hiệu kế bên, và có thêm những cái màu sắc sặc sỡ hơn để mình sẽ nhìn vào mình thấy ngay và không bỏ sót bất kỳ comment nào để tương tác với mọi người. Và ngoài ra không chỉ video livestream đâu, và những video bình thường mình cũng rất dễ dàng thấy những cái comment của các bạn nữa. Và cảm ơn người rất nhiều luôn khi mà các bạn đã tham gia chương trình hội viên này với Thanh Hòa. Và kỹ năng đầu tiên là một kỹ năng vô cùng dễ luôn, đó chính là kỹ năng WS. Mình chỉ việc giữ nút W và sau đó mình nhấn S là nó sẽ thực hiện được kỹ năng này. Cái kỹ năng này nó giúp mình tạo ra được nhiều khoảng trống hơn cho đồng đội, bởi vì cầu thủ mà vừa cầm banh họ truyền xong cái họ chạy lên, họ sẽ hút hậu vệ đối phương và từ đó tạo khoảng trống ra cho những cầu thủ khác bên phía của mình. Ví dụ như tình huống này, bạn thấy nè, Gullit và Eusebio có pha ban mặt WS với nhau, và bạn để ý cái tay của Eusebio cái dơ ra là chỉ khi mình bấm WS nó sẽ ra như vậy. Và anh chàng hậu vệ bên kia thấy Eusebio chạy thì hai anh chàng này sẽ kèm lại và mở ra cái khoảng trống để truyền về cho Cruz ở phía sau. Thì lúc này mình sẽ tạo ra được nhiều cái khoảng trống cho đồng đội của mình hơn, và giúp cho sau đó mình có pha ban bật xâm vào vòng cấm cực kỳ đơn giản và ghi bàn. Và để thực hiện kỹ năng này thực sự nó không có gì là khó khăn cả. Với bàn phím các bạn chỉ việc giữ nút W nè, sau đó ấn nút S để cầu thủ truyền và họ sẽ chạy. Còn trên tay cầm thì các bạn sẽ phải giữ nút sử dụng kỹ thuật nha, và sau đó ấn nút truyền. Nút sử dụng kỹ thuật của mình là nút L1, còn nút truyền của mình là nút X đó. Thì mình giữ đó và mình ấn truyền thì cầu thủ cũng sẽ chạy thôi. Nếu như bạn cài đặt tay cầm mà nút khác nhau thì bạn sẽ tự tìm nút tương đương là được. Và hầu như trong tất cả các trận đấu xếp hạng này, tất cả trận đấu giải này, từ vị trí CDM mà tới tiền đạo, đa số game đội họ thường là WS để tạo ra những khoảng trống mà mình có thể tung ra những đường truyền dài trong đội của mình, nó dễ vượt qua mặt đối phương lắm. Và kỹ năng tiếp theo cũng là một kỹ năng truyền nữa, và nó cũng cực kỳ hiệu quả nhưng đôi khi các bạn hay quên, đó chính là kiểu truyền bóng quy đích, một đường truyền dài cực kỳ mạnh lên phía trên cho tiền đạo và sẽ vượt qua hết tất cả hàng hậu vệ, cho dù đối thủ có che đi chăng nữa vẫn có thể bị vượt qua. Và để sử dụng cái kỹ năng này thì nó cũng không có gì khó khăn đâu, cũng đơn giản lắm. Các bạn chỉ cần giữ nút quy nè, sau đó bấm nút W là các bạn sẽ có một pha truyền bóng qua đầu của đối phương. Tay cầm thì các bạn chỉ cần giữ nút sử dụng kỹ thuật và sau đó các bạn bấm nút truyền dài. Nút truyền dài của mình là nút hình tam giác á, nó mình giữ nút sử dụng kỹ thuật và truyền dài thì nó sẽ ra được cái kỹ năng này, và vô cùng hiệu quả luôn nha. Cho dù đối phương có chơi bắt bài đi chăng nữa thì mình vẫn có thể truyền qua được. Bởi vì đôi khi trong FIFA Live 4 không phải lúc nào mình cũng có thể truyền WS được, không phải lúc nào mình cũng có thể truyền đúp được đó. Những pha bóng dưới đất rất dễ bị bắt bài nha, đặc biệt những cái truyền nếu gặp đối phương thủ tốt tí xíu là sẽ che cái đường truyền bạn ngay à. Ví dụ tình huống này các bạn thấy nè, tôi Rus đã bị che đường truyền lên trên cho Rô Béo nè, che đường truyền về cho Son Min, và ngay cả truyền xuống cho Elseo cũng bị che, bắt buộc mình phải quy đúp để qua đầu thủ môn để mà có thể gọi là đột phá được hàng phòng ngự đối phương. Tiếp tục sẽ làm kiểu truyền nữa, nhưng lần này sẽ là truyền từ cánh truyền vào, hay còn gọi là căng ngang ZS. Đây là một trong những kỹ năng mà phải nói rằng nó cực kỳ hiệu quả và khả năng ăn bàn rất là cao luôn, bởi vì khi cầu thủ trong cấm nhận được cái đường căng ngang này và sút luôn một chạm thì khả năng bắt được của thủ môn rất là thấp, khoảng 0,69% thôi. Và với cái kỹ năng căng ngang này, đôi khi nếu như mình không truyền trúng được cầu thủ của mình thì mình vẫn có thể gọi là mình truyền trúng cầu thủ đội bạn, nhưng đội bạn sẽ không thể nào đỡ được chiếc banh được, bởi vì nó rất là mạnh luôn. Đội bạn có thể sẽ phải đỡ ra mà mình có hội đá bồi, hoặc là thủ môn đỡ ra mà mình cũng có thể đá bồi, và đôi khi đội bạn còn có thể đốt nhà nữa. Rất nhiều tình huống ghi bàn từ cái cú căng ngang này. Và để thực hiện cái này có rất là đơn giản luôn, các bạn chỉ cần giữ nút Z trước nha, giữ nút Z và sau đó bấm nút truyền. Còn tay cầm thì các bạn sẽ phải giữ nút sút xoáy và bấm nút truyền. Nút sút xoáy của mình là nút R2 và nút truyền của mình là nút X á. Giữ sút xoáy và bấm truyền. Cái lực thì khoảng tầm khoảng hơn 2 ô lực là mình có thể có được căng ngang cực mạnh rồi, hơn 2 ô, dưới 3 ô. Và với cái kỹ năng này thì mình sẽ phải chú ý tí xíu nữa vào cầu thủ nhận bóng. Thì khi đường căng ngang tung ra rồi thì cầu thủ mà chuẩn bị tiếp bóng thì các bạn phải giữ C nha, và sau đó ấn D. Còn tay cầm thì các bạn sẽ phải giữ cái nút mà che bóng và sau đó ấn nút sút 2 lần. Ấn nút cái lực thì khoảng cũng không cần quá mạnh đâu, hơn 1 ô là được rồi, càng mạnh càng tốt. Nhưng cái quan trọng là khi ấn lực các bạn sẽ phải dứt khoát cái lực của mình để cho cầu thủ họ sút càng mạnh càng tốt, nhưng mà phải D để bóng nó bay xà, nó không bay lên trời thôi.
Và thêm một kỹ năng nữa nó sẽ giúp ích các bạn rất là nhiều luôn trong những trận đấu mà các bạn cảm thấy hơi bế tắc chẳng hạn. Đó là kỹ năng tận dụng những pha phạt góc. Với pha phạt góc trong FIFA 24 hiện tại rất là dễ ghi bàn luôn. Các bạn có thể truyền nè, các bạn có thể tạt nè, các bạn có thể truyền ra xa rồi sút xa. Rất nhiều bài có thể phối hợp trong những pha phạt góc ở phiên bản lần này. Bởi vì đa số hiện tại á, game thủ FIFA 24 họ thường đã đông hậu vệ lắm, rất là đông. Để mà có thể xuyên phá được hàng phòng ngự đối phương hay là có những cơ hội đối mặt á, thì rất là khó được. Và đó là những pha bóng cố định, là những pha bóng mà mình có thể ghi bàn nó rõ rệt nhất. Bởi vì những pha bóng này cho dù đông hậu vệ hay ít hậu vệ nó vẫn vậy à. Các bạn thấy đó, mình có thể tạt vào vòng cấm và mình đánh đầu vào luôn. Bất kỳ đâu trong vòng cấm đều có thể vào được nha. Các bạn chỉ cần di chuyển cái ô tròn màu xanh á, di chuyển vào tới cái điểm nào bạn cần tạt và sau đó full lực là nó sẽ ra ngay. Hoặc đơn giản hơn và cẩn thận hơn đó chính là mình sẽ truyền ra ngoài tuyến 2 và sau đó mình sẽ tìm khoảng trống ở đồng đội trong vòng cấm và tung ra những cú sút xa hoặc là tung ra những cú sút trong vòng cấm luôn. Ở cái phạt góc này khi các bạn truyền vào vòng cấm hay truyền ra ngoài nó rất dễ, không bị bắt bài đâu. Rất dễ truyền luôn. Cho nên đây là những cái mà bạn nên tận dụng. Và nếu như mà các bạn để ý thì mình chỉ cần chỉnh cái chiến thuật khi đá phạt góc là cột xa thì lúc nào mình truyền cho cầu thủ ở gần bên mình sẽ có một cầu thủ chạy qua tuyến 2 để chờ bóng và từ cầu thủ tuyến 2 đó mình để sút về góc xa của khung thành, cũng rất dễ ghi bàn với cái pha phạt góc này. Và tiếp theo là một kỹ năng mà cũng sẽ rất là dễ ghi bàn ở phiên bản hiện tại, đặc biệt là ở phiên bản hiện tại nữa khi mà cái tạt bóng này nó trở nên chuẩn xác hơn rất là nhiều luôn. Đó chính là kỹ năng tạt bóng chỉ với một nút A và các bạn sẽ ra góc ăn mừng ngay lập tức. Và sẽ có rất là nhiều cái yếu tố để tạo nên một cái pha tạt bóng thành công. Nhưng cái điểm quan trọng nhất là các bạn phải chịu khó mình nhìn xem ở trong vòng cấm đang có ai đang chạy vào và cầu thủ đó có bị kèm hay không. Thì nếu như mà cầu thủ đó không bị kèm á thì các bạn tạt bóng vào chắc chắn bàn thắng sẽ có và tỷ lệ rất là cao luôn. Còn nếu như cầu thủ đó bị kèm thì các bạn sẽ phải đoán xem thử là cầu thủ đó họ có thể tách hậu vệ ra được hay không. Nhưng đa số thì nếu như bị kèm thì các bạn nên đổi sang hướng tấn công khác. Ví dụ như tình huống này các bạn thấy nè, mình đã cảm nhận được Robéo đang chạy về phía góc xa cũng thành mà không ai kèm nó, thì Kevin De Bruyne tung cái đường tạt cực kỳ xoáy luôn. Các bạn lực sẽ khoảng hơn 2 lực tí xíu thôi. Các bạn sẽ phải cảm giác được cái lực của mình nha, cảm giác được cái lực của mình sẽ đi bóng ở đâu thì mình mới có thể bấm lực được. Đôi khi cái lực nó không chuẩn xác đâu, nó sẽ không cố định được bao nhiêu lực. 2 lực nhưng nó vẫn xa, 1 lực nó vẫn xa, 3 lực nhưng nó vẫn ngắn, tùy theo cái cảm giác bấm của các bạn à. Nhưng hãy cố gắng tận dụng cái kỹ năng tạt này cực kỳ nhiều luôn, bởi vì nó rất là dễ vào, chỉ cần qua được cái hậu vệ đội bạn và không có ai kèm là sẽ đánh đầu vào ngay. Và còn một kỹ năng nữa nó sẽ giúp các bạn ghi bàn rất là nhiều luôn ở phiên bản hiện tại, đó chính là kỹ năng sút xoáy hay còn gọi là dứt đê đó. Với những cú xoáy ở phiên bản hiện tại nó độ ảo và độ xoáy nó cực kỳ là nguy hiểm luôn, thủ môn rất là khó bắt. Cho dù có chỉnh thủ môn đi trước một bước hai bước nhưng đôi khi vẫn bị ghi bàn. Và để có thể tạo được một cái pha sút xoáy, một cái pha dứt đê nó hoàn chỉnh nhất thì các bạn sẽ phải set up một cái pha tấn công nó hợp lý. Lúc nào cũng phải có từ 2 cầu thủ trở lên ở phần trung lộ của phần sân của đội bạn á, để mình có thể có góc rộng và phần sau đó sẽ là cách bấm thôi. Và cách bấm một cú dứt đê thì các bạn sẽ phải giữ nút Z trước và sau đó bấm D. Tay cầm thì các bạn sẽ giữ nút sút xoáy và sau đó ấn nút sút. Nút sút xoáy của mình là nút R2 á, nhưng quan trọng là phải giữ nút sút xoáy và hướng á, hết banh mình mới thả ra nha, phải giữ nó luôn tới hết banh. Nếu như bạn thả sớm thì bóng sẽ dễ bay ra ngoài và độ xoáy nó sẽ không nhiều. Còn cái lực sút thì nó tùy vào cảm giác của các bạn, cố gắng canh sao cho cái lực nó hợp lý, tầm hơn bao là được. Và đó là những cái kỹ năng nó đơn giản nhưng lại giúp các bạn tăng trình cực kỳ nhanh luôn. Đôi khi các bạn sẽ bị quên trong một số trận đấu nó hơi bế tắc á, bạn lại không nhớ đến những kỹ năng này. Hãy nhớ rằng đặc biệt là cái sút xoáy nè, đặc biệt là cái tạt nè, đặc biệt là cái quy đúc nè, đây là những cái nó tạo ra sự bất ngờ, tạo ra sự sáng tạo trong cái pha tấn công của mình đó. Và như các bạn có thể comment những cái ý tưởng, những cái kỹ năng mà bạn nghĩ rằng một số người cũng đang dần quên đi cái cách sử dụng của nó vào phần bình luận. Và chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về điều đó. Và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.